Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews. Vẫn như thường lệ, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Hôm nay ngày 6 tháng 1 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Rapper Denvo lên tiếng khi sản phẩm âm nhạc của mình gây tranh cãi. Clip Nguyễn Võ Quỳnh Trang làm MC từ 5 năm trước rầm rộ trở lại. Vị khách vào quán rồi đặt shipper giao đồ uống tới bàn thay vì order tại quầy gây xôn xao, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của nam rapper Denvo đã tạo ra một vài tranh cãi và ngay sau đó chính bản thân anh đã lên chia sẻ về câu chuyện này. Ra mắt ngay thời điểm cận Tết, ca khúc Mang tiền về cho mẹ của Denvo đã vượt qua khuôn khổ của một bài hát và trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Chính những ca từ dễ chạm vào cảm xúc của nhiều người hiện tại như mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ đã khiến không ít người con xa quê đang mưu sinh vất vả ở thành phố phải suy nghĩ. Bên cạnh những ý kiến cho rằng việc mang tiền về cho mẹ vào dịp Tết là hợp lý thì cũng có không ít bình luận phản bác, khẳng định bố mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, bình yên chứ không đặt nặng chuyện vật chất. Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, rapper Denvo đã chia sẻ cảm xúc của mình. Về những bình luận phản bác, anh cho hay, Den chưa bao giờ mong muốn âm nhạc bị đưa vào những cuộc tranh cãi. Lựa chọn câu từ dễ hiểu, mình nghĩ mọi người sẽ không khó để cảm nhận những điều được gửi gắm vào lời nhạc. Những quan điểm phong phú về bài hát cũng cho Den nhiều trải nghiệm về khán giả và công chúng. Hy vọng rằng mọi người đón nhận với tâm thế tích cực để có động lực mà lao động, học tập. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên cạnh đó, nam rapper còn bày tỏ vì ba mẹ mình là dân lao động, không có lương hưu nên tôi muốn được chăm sóc và phụng dưỡng. Đừng quan trọng ba mẹ có cần điều đó hay không, chỉ là điều đó làm mình vui và hạnh phúc là được. Hiện nay trên mạng xã hội đang xôn xao rầm rộ lan truyền lại đoạn clip từ 5 năm trước. Được biết đây là đoạn clip mà Nguyễn Võ Quỳnh Trang làm MC. Một vài cư dân mạng đã đào được một video từ 5 năm trước về Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Được biết vào thời điểm đó, Trang đang học trong những năm cuối cùng tại trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Video này được cho là nằm trong số những bài tập thực hành khi ấy. Với lợi thế về ngoại hình cùng giọng nói dễ nghe, đoạn video ngay khi được chia sẻ một lần nữa càng khiến cho dư luận bất bình phẫn nộ, bởi thật khó tưởng tượng con người có học thức ấy lại gây ra những chuyện như vậy. Ghi nhận được một vài bình luận như sau, hồi đấy nhìn hiền hơn, giờ sửa mặt sau nhìn vừa xấu vừa ác, đúng là tâm sinh tướng thật, lòng sinh tà thì tướng cũng đổi. Đây không phải là con người, người là có tâm hồn, có trí não, có suy nghĩ, có nhân cách nhân phẩm, còn đây là quỷ dữ. Ăn nói cũng dễ nghe mà sao tâm địa lại như vậy, thật sự quá khủng khiếp. Một câu chuyện liên quan đến một vị khách vào quán rồi đặt shipper giao hàng thay vì order đồ tại quầy đang khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Theo đó, chàng trai này có vào một cửa hàng thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại, vị trí nằm sát bên một cửa hàng cà phê nổi tiếng. Thay vì sang bên đó order tại quầy, người này lại mở app và đặt đồ uống online. Sau khi lấy được hàng cho khách, anh shipper hết sức ngỡ ngàng khi thấy khách đang ngồi ngay bên cạnh mình. Tuy nhiên, hành động của vị khách đã vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một vài bình luận tranh cãi để lại dưới video như sau. Ủa thấy cũng bình thường mà, một người có đơn, một người được giảm giá thế thôi. Đặt qua app để được giảm giá ấy mà, vì mua tại chỗ sẽ đắt hơn. Đứng ở một góc nhìn của người khác thì trời ơi chắc mốt đặt vậy luôn quá. Vô quán ngồi thôi rồi đặt, vừa đỡ tốn tiền vừa giúp được mấy anh shipper. Này không phải là giúp shipper đâu, nhiều app phát hiện giao ở vị trí quá gần thì mấy anh sẽ bị khóa tài khoản đấy. Làm vậy nhiều hãng giao đồ ăn tưởng đơn ảo và phạt shipper đó, lúc đó thì từ giúp thành hại người ta. Lễ trao giải Grammy năm 2022 đã có thông tin sẽ tạm hoãn và ngày xác định tổ chức lại vẫn chưa được quyết định. Vào 3 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 6 tháng 1, truyền thông Mỹ chính thức đưa tin lễ trao giải Grammy 2022 sẽ bị hoãn vô thời hạn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, phía ban tổ chức Grammy đã thông báo, sau khi cân nhắc và nghiên cứu cẩn thận với các quan chức thành phố và tiểu bang, các chuyên gia về sức khỏe và an toàn, cộng đồng nghệ sĩ và nhiều đối tác của chúng tôi, Viện Hàn Lâm và đài CBS chính thức hoãn lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 64. Sức khỏe và sự an toàn của những người trong cộng đồng âm nhạc, của khán giả và hàng trăm người làm việc không mệt mỏi để sản xuất chương trình của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với nhiều rủi ro xung quanh biến thể Omicron, việc tổ chức buổi biểu diễn vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức sáng ngày 1 tháng 2 năm 2022 theo giờ Việt Nam, ẩn chứa quá nhiều rủi ro. Chúng tôi mong muốn kỷ niệm đêm lớn nhất của nền âm nhạc vào một ngày trong tương lai sẽ sớm được công bố. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến dịch Covid-19, dự báo thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng.
vị và các bạn thân mến, điểm tin tối ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.